Thì theo các bạn, đâu là mẫu giày đẹp nhất trong giai đoạn năm 2024 này? Cùng với mình, đôi giày trên tay mình đây, XYZ Fast.1 với một sơ NFC, chính là phối màu mình thấy ấn tượng nhất trong giai đoạn đầu năm nay. Thì xem đôi giày này có gì nha. Thì ngoài việc Adidas đã chính thức đổi tên phân khúc của đôi giày này thành Elite, thì nó không có gì khác biệt so với cái dòng Crazy Fast.1 năm ngoái của Adidas, vẫn là upper bằng chất liệu tổng hợp mỏng, nhẹ và mềm mại, phần cổ thun co giãn tốt. Lớp lót gót được làm bằng chất liệu vải nhung dày dặn nhưng mà cực kỳ êm ái. Bộ đế giày được chia vẫn chỉ chia làm hai mảnh, cực kỳ linh hoạt cùng một đệm lightstrike vừa nhẹ vừa êm. Và vì sao mình cho rằng đôi giày này là giày đẹp nhất trong đầu năm nay? Thì một cái lớp upper được làm bọc cực kỳ nổi bật bằng phối màu xanh dạ quang. Nó làm cho giày của bạn tỏa sáng kể cả thi đấu vào ban ngày hay cả ban đêm. Và không kém những cái chi tiết làm cho nó nổi bật hơn, ví dụ là cái phần đế sau này, phần lót giày hay cả cái dòng chữ Crazy Fast này được làm bằng màu đỏ cam. Xét tới phần mình thích nhất chính là cái phần ba sọc này. Thực ra là tới 6 sọc lận. Nó không đơn thuần là một màu đen bình thường, nó là màu đen nhưng mà nó sẽ đổi màu khi mật độ sáng vào nó thay đổi, ví dụ là màu xanh tím như thế này. Đây là một chi tiết mình thấy rất là ấn tượng trong cái thiết kế của đôi giày này. Tuy nhiên cũng là một điểm mình thấy không thích, chính là cái phần đế trước được làm màu trắng, hơi lạc quẻ so với thiết kế chung của đôi giày này. Thì tổng hợp lại, theo mình, nếu như bạn nào đã đi qua dòng này rồi thì phối màu Solidarity Black này chính là một phối màu không thể nào bỏ qua. Và cũng đối với các bạn chưa đi qua dòng giày này thì đôi giày này, phối màu này cũng chính là một đôi giày rất đáng trải nghiệm và xứng đáng có một vị trí trong đôi giày của các bạn. Còn các bạn thấy sao? Hãy comment cho để biết với nha. Xin cảm ơn. Chắc mình thêm một đôi luôn quá. We'll be right back.